Xin chào mọi người nha. Hai cha con đi Vincom ở Hà Nội. Xin chào. Con đi kiếm cái quầy điện tử bán con. Mà xem giá bao nhiêu? 13. Lấy màu đấy mà xỉn ta. Giày bóng đá. Thôi. Cốc ba nè. Cái cốc ba này chắc là mắc hơn. Ca ca. Ca. Ca ca, biểu diễn không? Hả? Biểu diễn thử đi, quay cho. Đi diễn đi. Đi 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 con. Em ơi. Sao mà cảm thấy nó nhẹ quá, do chung banh ấy mà hả? Có phải banh đá không? Phải không? Đúng banh đá không? Đây. Đây đây. Nhớ luôn, đã luôn, đã luôn. Thì dưới đi. Máy in Thái Lan à?
còn đi một vài bên kia thôi, mình đi xuống bên này nó bán ăn uống không à. Ca ca đi 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 đi, đi về hướng bên này. Tiếp tục tiến hành thẳng tiến luôn. Hình như hết rồi. Hả? Hết rồi, bên này là coi gì đâu. Khoan khoan khoan, đi lại đằng này. Bên trong này ở Hà Nội nó bán ít quá. Đi ra cái gì? Ở ngoài này nó đang sửa chữa, chưa làm xong nữa mà. Mà biết rồi, ở thang máy không à? Ở đằng này nó có bức bình phong thôi chứ, ngoài kia nó làm chưa xong. Nó làm chưa xong. Trong đây là làm cái trò chơi này. Thế này ai đứng ra thấy nè. Hồi nãy mình đứng mình nhìn vô cái khe này thấy nè. Đó. Làm chưa xong mà thợ ta đang làm. Cái này khu vui chơi thôi. Trái và trái. Kéo trái đầu ngay lại. Xuống con ơi. Con nhận ra nào. Cái giường của cô Tính là đặt mua ngoài Hà Nội thứ này nè. Mua Hà Nội là chuyển qua Sài Gòn á. Nó là đặt cái đó đó. Hả? Bây giờ cái shop nào? Shop ai gì đáp không? Nó tầng nào?
Qua bên này nè. Ủa nãy mình coi rồi mà. Hãy vô chưa? Hãy vô đi. Đúng không, coi đi. Nhiều đi con. Này này, nãy coi rồi mà. Nãy coi rồi chỗ trái banh đó. Không đây nè. Hả? Ủa? Mình hố bên này, bên này. Đi. Mấy cái đồ của ai gì đó là với nai hay mắt ở giá bên hông ạ. 2 triệu. Bao nhiêu? 你过来，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 你过
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biết xe này xe gì không? Xe đạp điện á. Xe đạp điện á, xe máy điện á. Nói xe máy điện. Gì? Ở đây. Phía này tầng ai bán gì nữa? Thử coi. Như này bán gì ta? Bây giờ này bán quán đồ ăn của họ. Ở dưới này bán đồ ăn không ơi? Hả? Đi đâu? Cái này mình ngộ rồi. Ở dưới này chắc cái chỗ để xe thôi à. Chủ yếu xuống đây là để lại xe thử thang. Đây là thử thang hả? Chỗ này gửi cái nơi gửi xe. Ở xuống này dòng lên hả? Trời. Đó không có đùa giỡn nha. Không mệt quá. Thôi lên đi. Hả? Thôi, đi. Đi cái thang. Lên. Mấy tiếng mới ba nãy giờ là ba giờ, bây giờ bắt cắt nên là ba lòng nhạc. Không cắt, để nguyên bản luôn. Đây nóng lắm. Trời ơi nóng quá. Ba không ở đây nè, ba đi dạy đây thôi. Nóng quá.